Hello, xin chào tất cả các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của chúng ta. Thì ngày hôm nay thì và là một cái thử thách giới hạn của bản thân mình. Khi ngày hôm nay mình sẽ áp cá đến 6 phút. Như tất cả các bạn đã thấy trên màn hình này, thì tim mình nó nát, tức là cắt sắt cát rồi. Nó nát, đúng nát, không còn gì là nát nữa cả. Nếu mà cái trận đấu này, theo thường lệ mình mà áp cá từ đầu trận đến cuối trận thì chắc chắn tim mình sẽ nhận một trận thua. Nhưng đến bây giờ mình rất là ngửa ngày rồi. Khi mà 5 phút 34 giây tim mình đã nát hết toàn phần rồi. Thực sự là chơi đến 6 giây thì mình mới dám xuất hiện nha chính. Và thực sự các bạn, tại vì sao mình lại quay đến cái phút này? Bởi vì những cái phút trước nó chửi mình thầm tệ quá. Và mình không mong muốn các bạn ghi được những cái từ ngữ mà đồng đội chửi mình hay không. Mình chắc chắn biết rằng cái game này mình sẽ đủ nha để xây biệt thự rồi. Bởi vì cái keo 6 phút này nó rất là khó. Và thử thách của mình là một trong những thử thách khó nhất ở trong cái ranh kim cương 1 này. Đấy, đây là ranh kim cương 1. Và thực sự đó là một trong những thử thách khó nhất đối với bản thân của mình. Khi mà phải áp cá đến 6 phút và tim mình đã nát như cái lát tát rồi. Và mình sẽ có một cái màng, chưa có cái màng đầu tiên nào để cho mình cả. Và mình vẫn đầu tiên đi phám thôi. Và mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn nào. Nếu mà các bạn thọt thì các bạn sẽ làm những cái vấn đề này sau đây. Đầu tiên, các bạn sẽ có những cái bước di chuyển đầu tiên là các bạn sẽ, thứ nhất là các bạn sẽ đi thủ đường là cái điều chắc chắn. Các bạn không được úp mặt vào rừng. Không được úp mặt vào rừng mà các bạn thấy vào đó. Ôi trời, mất hết trụ. Ôi trời, thằng này nói bậy thế. Thằng này chửi mình hối nẻn dư đấy. Thôi mình phải chấp nhận thôi. Thì đầu tiên các bạn đừng có nghĩ đến cái việc mà các bạn úp mặt vào quái rừng, mà các bạn hãy đi thủ đường cho tim mình. Khi các bạn thủ đường tim mình thì các bạn lúc đó sẽ nghĩ đến cái giai đoạn thứ hai là các bạn úp mặt vào rừng. Thì mình sẽ nêu ra những cái hạn chế khi tất cả các bạn nào bị thọt như thế này. Các bạn có thể thấy biểu đồ chống thọt của mình. Biểu đồ này nó rất là mạnh, đặc biệt với cái tím triều vấn, slim các thứ. Đấy, thì mình sẽ đẩy đường ở đây thôi. Mình sẽ đẩy quái các thứ. Và thực sự là mình chả biết đi đâu cả. Thọt đến như thế này, 7 phút một biểu đồ thế này, mình nói thật đó. Nó khổ lắm. Mình nói biết đi đâu ở dù cái giữa dư cả. Nhưng mà tôi ra mình sẽ tận dụng ở chỗ nào của quái thì mình sẽ nhảy ra như một con cóc vậy. Giang ơi, thực sự là cái thử thách này nó rất là khó về bản thân bên thì mình thực sự rất mong tất cả các bạn. Ôi trời ơi, trời ơi. Ôi trời ơi. Vai vừa nhảy vào cái lưới gặp hai thanh niên nấp bùi thế này, chơi xấu thế. Ôi trời ơi, bây giờ phá ở đâu đấy? What? Ok, mình đã có cách giải quyết ở cái game này rồi. Khi mà 1900 vàng. Đấy, thì cách đầu tiên chúng ta hãy đi đẩy đường giúp mình. Tại vì sao lại đi đẩy đường? Bởi vì khi chúng ta đẩy đường thì đối phương sẽ không thể cống được nhà mình. Không cống được nhà mình đồng nghĩa đối phương sẽ cấu rơi cho chúng ta farm được late game. Đấy, thì chúng ta sẽ vẫn cứ farm đẩy đường. Ôi trời, nhưng mà nó đẩy ở phía dưới. Thế cái này mình chỉ biết là ôi, lấy ông đi qua mà lấy ông đi về. Trong cái team mình thủ được nhà thôi, chứ mình chả biết làm gì ở cái phá này cả. Con sơn lím giết nó luôn nè. Một mảng nè. Lê, giết. Ôi dồi. Ôi dồi, nó bắt một cái mà chết luôn như thế này. Thì chơi cái gì nữa. Ôi Giang ơi, nó bắt một phát mà nó chết như thế. Ôi, khó quá rồi. Thực sự mình nói các bạn là cái thử thách này nó quá về tâm tay của mình rồi. Thì không biết nó có quá hay không, mình sẽ cố gắng hết sức cái game này. Nhưng mà không hết sức thì cũng không được đâu các bạn à. Ôi, vai ca hưu đánh hay thế. Thực sự không hết sức không được các bạn à. Bởi vì đường nào mình chả có cái biệt thự sau cái game này. Thực sự các bạn cũng biết là cứ nó chửi mình thầm tệ như thế nào đâu. Nào là ốc cơ hổ rưng này, nó chửi cả mình này, lối cả bố mẹ, nó lối cả nhà, lối cả các thứ đó. Giang ơi, mà các bạn có biết mình làm thử thách này đâu. Được rồi, mình sẽ là một người đi farm gánh tiếp với tất cả các bạn. Các bạn đừng có chửi mình nữa. Ôi trời, nó chơi như thế này. Khó các tên khó này. Thì anh Văn Hén, đúng cái khiếm đó, mình thê luôn đấy. Làm thử thách là đều gắn liền với anh Văn Hén các bạn nhé. Và đặc biệt với Văn Hén, mình nói thật. Mong anh đừng có trốn game. Hy vọng là như thế thôi. Đấy, ok, được rồi thì mình sẽ với cái vai trò là mình sẽ đi đẩy đường. Giúp cho tím, để cho tím địch không thể cống được vào nha. Chị rồi anh ơi. Ôi trời, đến như thế này nó mà nó vẫn đâu có đập mình nữa. Thì mình đụng đến chiều luôn đấy. Đấy. Thì tím địch thì khả năng là mình nghĩ thì nó có ý đồ là ăn kinh cống rồi. Nhưng mà mình chả biết làm gì cả. Thì thay vì cho nó ăn kinh cống đi, thì mình sẽ cố gắng đẩy đường cao lên và sẽ cấu kéo đi được tầm vài phút.
Thì khi mà câu kẹt vài phút, khi mình có cái lượng đô nào đó nhất định thì có thể là sẽ tốt hơn rất nhiều khi mà rất là thọt như thế này. Đấy, thì mình sẽ... Ôi, đấy rồi, sổi gờ rắc cảnh tim, Giang ơi. Cái game này mình sẽ tiến bộ, sẽ cấu kèo khoảng tầm vài phút trong game nữa và mình sẽ dí xuống dưới này farm. À, khi các bạn đánh ra cái đó thọt thì có rất nhiều bạn nói cho mình, anh ơi em chả biết di chuyển ở đâu cả. Khi cầm nó có thọt chả biết di chuyển cả. Thì mình khuyến các bạn đừng có di chuyển vào. Ôi trời ơi cái game này. Đây phải này, mình ăn có triệu vấn được không đây? Cho mình mang, một mạng, trời ơi không được kia. Đây phá này mình sẽ chơi luôn các bạn này, ngủ không này, ngủ. Một mạng, trời ơi, 100 vàng sánh rồi. Mình tuyên bố cái game này mình sẽ gánh tím giết. Giết. Ôi trời ơi. Ôi trời ơi, không được mạng nào kìa. Vai con cái hiếu này nó chơi cầu di kỳ vậy. Cho mình mạng với. Đấy, mình sẽ tuyên bố cái game này, mình sẽ là một trong những người góp phần cho team mình sẽ chiến thắng cái game này. Thực sự các bạn có thể thấy là cái thế trận áp cá 6 phút thì nó rất là khó khăn như thế nào. Thì team địch nó đã đẩy ba đường lính, ba cái trụ rồi. Thì nó ép rất là ghê gớm, nếu mà mình không vào thì chắc chắn team sẽ thua. Nhưng mà để mình xem mình vào thì mình có thể giúp ích được gì cho team, thì mời tất cả các bạn cùng đón xem. Và mình không quên rằng chúc tất cả các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Like up me. Ok, thì mình vẫn cứ phám như thế đó các bạn à. Bởi vì các bạn có thể thấy là cái thế trận này của team mình như nó vẫn chưa đầy được, nó vẫn chưa cống được. Thì nhân cái lúc đó thì chúng ta sẽ phám để có thể lấy một cái lượng vàng nhất định nào đấy để có thể gánh được late game. Mà cái build đồ đấy là cái build... Anh ơi, ôi trời ơi, trời ơi, nó đập như thế này chơi của gì. Đây là một build đồ chống thọt. Chống thọt rất là tuyệt đối đến từ Nagaroth ở cái phiên bản hiện tại bây giờ. Thì các bạn có thể là tham khảo build đồ này. Nếu các bạn đến thọt mà gặp đối phương rất là nhiều đám và có một vị pháp sư nó không thể gây đám đến trực diện như Natalia, thì các bạn nên hãy lấy cái build đồ này. Mình khẳng định các bạn nó rất là khỏe và có thể là khi các bạn lấy được đồ này, các bạn có thể sẽ là đập được con Slim nó sắp mặt và kinh công mất rồi Giang ơi. Thôi mình đi xẻ đi đẩy lẻ cái phá này. Đấy, thực sự á, game này muốn thắng, nếu mà có thắng được á thì chỉ có mình mới có thể phải đi đẩy lẻ mới có thể thắng được. Còn các bạn có thể thấy cống như rất khó. Cái hiếu là một vị tướng nó đánh rất là thụ động. Đấy, cái thế này nó phải đánh thụ động, nó không thể đánh chủ động được. Đó, cái hiếu là cái thứ nhất. Cái thứ hai là vị tướng gầu giúp cá có thể là giúp mình đẩy lẻ được không, và tí mình không biết có đẩy. Thực sự là cái trận này mình vừa tía thấy thì tớn lính đã bị đẩy hết, thì mình sẽ chắc chắn thẳng thua là thanh bài là ở cái phá này. Mình một là sẽ cấu kéo tím địch về và tím địch sẽ mất cái thế thường phóng của nó. Hai tím địch thắng, ok mình thua. Đấy, thì mình sẽ đẩy một cái ván bay người như thế này, mình sẽ đẩy lẻ cái phá này. Thì không biết sẽ như thế nào, hy vọng đừng cho nó về. Ôi trời ơi. À, cái ông rơi này ông về khi nào vậy? Thực sự là tím mình có cái hiếu thì vẫn thủ được, cho nên mình rất tin tưởng ở cái hiếu. Ôi những cái phá này mình nghĩ là không thuộc rồi. Ôi Giang ơi, mình sẽ ăn con này kiếm tí máu và sẽ ra con bắt cái phá này luôn. Bắt luôn, chơi luôn anh em ơi. Đâu rồi? Nó bắt mình nè, Giang ơi. Cái game này khó quá. Không biết có lật được keo hay không ấy. Ok, thì cảnh trên không đẹp nữa, thì mình sẽ ủy thác cho team mình. Ôi, ngon. Giết, hay quá đấy. Ôi, không được, mình đỉnh vào mà thôi. Ôi, chơi luôn. Lên. Ôi, thôi nó bắt tốc biển rồi. Thực sự mình không dám lên đâu. Thằng ngủ không phải gì, nó đập mình cả lấy chết đấy. Gấu kia, trời ơi, bạn gấu này không biết đời đường. Ôi trời ơi, ngủ không 1 cân 4 à. Cái gì vậy? Ôi vai, đánh kim cương 1 mà có những thanh phân này à. Ôi trời ơi, đánh kim cương 1 giống cây thuế vậy. Các bạn có thể thấy là cái lượng vang của nó phám kia, mà nó 1 cân 4 kia. Vai, kim cương 1 kiểu gì mà nó đánh hay thế. Thực sự là cái game khó, các game khó các bạn ạ. Thực sự mình không ngờ á, là đánh kim cương mà nó đánh hay để như thế này đâu. Không bao giờ nghĩ là ngủ khống nó có thể giảm 1 cân 4 như thế đâu. Nó rất là ly. Nó không biết mình là ai vậy. Nó rất là khinh thường mình. Thôi mình mà cái chiến dịch đầy lẻ như thế này thôi, mình hy vọng cái thử thách của mình sẽ có thể là hoàn thành. Thực sự là mình rất mong muốn. Bởi vì trước dư
những cái thử thách hack vang hay những cái thử thách fit 10 mảng đấy, mình chỉ đều làm một clip một thôi. Những cái clip này mình đã làm cái trận này đến trận đấu thứ hai thì mình mong là nó sẽ thành công. Thực sự cái thử thách này là thử thách khó nhất từ trước đến dư mình làm clip. Không biết các bạn có biết hay không, nhưng trước dư mỗi clip mình làm up đến kênh, mình không bao giờ làm quá đến 2 clip cho một cái clip. Mình đa số mình làm một clip ăn luôn, không bao giờ phải làm lại, làm đi làm lại nhân nhuyễn những clip để hay đâu. Nhưng đến bây giờ cái thử thách này mình làm đến clip thứ hai, nó rất là khó khăn các bạn ạ. Thực sự nó rất là khó khăn đấy, không biết là có thắng được hay không. Nhưng thực sự cái clip trước mình nói thẳng các bạn á, là nó trốn. Không phải trốn, mà lại nó nản. Đồng đội mình nản chỉ lắm. Bởi vì mình áp cá 5 phút thì đồng đội mình nói chung là thêm 2 thằng nữa, nó cũng áp cá theo. Và thôi, thì lúc đó mình nói thật là gọi cá mình vào cũng thể thẳng nổi game đó, chứ không phải là mình đâu. Ôi dồi ôi, áp cá 5 phút thêm 3 đánh 7 nữa thì làm sao mà thẳng được. Đấy, chẳng hạn cái game này thực sự là có thể lật được kèo thôi. Mình cảm thấy rất là vui, hy vọng là sẽ không bị report hoặc là bị chửi. Đấy, thì thử thách mình hy vọng rất thành công mà mắm tất cả các bạn. Đấy, thên. Đấy, một phá lật kèo rất tuyệt vời từ team mình, văn hen cả team. Dạ ơi, hay quá. Rồi, mình có 3-1-8 nữa các bạn. Là mình có, ôi xuân, mình có 11 màn ống tím ở đây. Các bạn ạ, mình vào chậm 6 phút mà có 11 màn ống tím ở đây. Các bạn đừng ngồi đùa. Thì thực sự là mình rất cần đến tất cả các bạn, có thể là like hoặc comment, hoặc nếu các bạn nào chưa subscribe thì mình rất cần những cái nút subscribe của tất cả các bạn. Các bạn là nguồn động lực lớn nhất, là like up me, cho mình có thể là có những cái động lực để ra những cái clip. Thì mình hy vọng tất cả các bạn có thể đồng hành cùng mình và mình sẽ hướng dẫn hoặc là ra những cái clip để cho tất cả các bạn có thể trải nghiệm hoặc là những cái gì các bạn cảm thấy stress nhất có thể. Và mình cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Và không biết là cái clip này thắng hay không, nhưng mà thực sự cái kèo này là cái kèo bản nào đi lỗi bản ấy thắng. Mình đã đưa một cái thị trần, từ một cái thị trần nếu mà mình áp cá thì sẽ thua, đến một cái thị trần ngang cơ như thế này. Thực sự trong một cái team mình không mong muốn các bạn có thể là áp cá đâu. Nếu mà những cái vấn đề nào đột xuất của ôi trời ơi, xong rồi phải thanh niên này, cái phá này mình sẽ đi đầy lẻ trên này. Cái phá này thực sự là mình rất mong muốn team mình thủ được, mình sẽ đẩy trên này và kéo team địch nó về. Bởi vì team địch chắc chắn nó sẽ không thắm đầy đâu. À, thằng thiên thủ này, thằng thiên thủ nhà này. Mình mong muốn cái clip này mình chỉ mang để cho các bạn trải nghiệm, chứ thực sự không mong muốn các bạn có thể vào game áp cá. Thực sự vấn đề áp cá nó là vấn đề nhức nhối nhất, vấn đề thực sự là nán giải nhất cho tất cả những người chơi Liên Quân, thực sự là không thích một chút nào. Thì hy vọng tất cả các bạn có thể là chơi game ngay, một phát triển để giúp cộng đồng Liên Quân mua bái có thể là một cái nhìn thật đẹp để cho những người khác. Đấy, thì cái phá này, đây bắt đây. Ôi trời ơi, không chuẩn cái nào. Đây vào luôn. Đấy rồi. Ngon quá. Bắt được con sơ lím nó các bạn, hay thế. Đấy, ngủ không các bạn ấy. Đây, chơi luôn, combat đập luôn. Vẫn cá. Hay quá, hai mảng rồi. Kinh công, đây giết phá này, kinh công thẳng tiến, không nói nhiều, kinh công. Giết được không? Được, hay quá. Cái hưu thực sự cái game này bằng cái hưu đánh hay lắm. Đấy, kinh công phá này và sẽ thẳng luôn đi. Rồi, lật kèo thực sự là... Đấy là clip thứ hai mà mình đã thành công rồi các bạn ạ. Đây là clip vất vả nhất. Thực sự đấy là clip đầu tiên khiến mình vất vả nhất. Đó là cái thử thách áp cá 6 phút. Và tất cả các bạn nào muốn cái thử thách nào thì các bạn hãy comment phía dưới để mình sẽ hoàn thành những cái thử thách mà những người thường không làm được. Thì mình muốn làm những cái thử thách rất là khó. Mình muốn thử thách bản thân của mình, muốn thử thách những cái mà tất cả các bạn cứ cho đó là khó thì mình sẽ chinh phục nó. Thì cảm ơn tất cả bạn nhé. Thì mình nghĩ chắc chắn những cái game này mình cầm thì nó rất là khó thua ở những cái phá như thế này thôi. Chẳng hạn ôi, đừng đấy mà ẻ mà đại như thế này thì hỏng. Thực sự cái game này team địch mình cảm thấy thằng ngủ không là chơi hay nhất. Thực sự không biết nó là rank kim cương 1 hay không, nhưng mà nó đánh rất là hay. Không phải là trinh kim cương đâu, trinh của thằng ngủ không là trinh rất là cao đấy. Đấy, thì thực sự là cái game này, đây sơ lím, em chạy đi đâu, anh như nào kè em thôi. Đấy, trời ơi, con ca hiếu nó xài quá. Ôi trời, ngồi không có giáp hơi xính kìa.
Ok, mình sẽ đẩy quái phá này và sẽ kết thúc game ở đây. À, và mình cũng không biết nói gì hơn. Thì mình nghĩ là chắc chắn cái game này sẽ thắng ở đấy thôi. Và mình chúc tất cả các bạn có một trải nghiệm, một cái thử thách thật là thành công. Và cảm ơn tất cả bạn theo dõi nhá. Tất cả các bạn ơi, đừng quên đang hay nói câu mày yêu phá nhà thôi, phá nhà. Nhà anh em ơi. Đấy. Nhà, nhà. Ui. Ok, kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn nhá. Bye bye. Cảm ơn các bạn nhiều.